Hết nước rồi. Rồi sữa đâu? Giúp đi. Bố. Ơi. Bố ơi, đánh chửi bố. À, sao đánh chửi bố? Em đồ chơi vào trong hộp đi. Là con đổ hết ra đấy. Trong bốc rồi. Và kéo trượt đi rồi. Nhét vào trong đấy, nhét đi vô cổ vào trong chỗ giá giá nấu ăn này. Để đâu rồi? Hả? Để đâu rồi? Sẽ cho vào đấy, cho vào đấy. Em làm sao em được, em bị đau đấy. Đâu đấy, đấy. Ừ. Cho vào cái bếp nấu ăn thế. Em ra ngoài chứ. À, khám bác sĩ á. Hết pin rồi. Gì đấy? Mic à? Alo. Alo. Hát bài gì nào? Hát bài bài quả gì nhỉ? Quả gì nhỉ? Quả gì mà chua chua thế? Quả khế. Ăn vào thì sẽ làm sao? Quả trứng. À, ăn vào sẽ lên cao á, đúng không? Ừ, giỏi nha. Mình hát được bài gì nữa nhỉ? Thuộc bài gì nữa nhỉ? Quả khế á. Không sao. Quả gì mà chua chua thế, xin thưa rằng quả khế. Ăn vào thì sẽ làm sao? Không sao. Ăn vào. Tí tào. Ôi, không cho đấy là không tháo ra được. Chết. Nào, không tháo ra kiểu gì. Không được cho tay vào những cái đồ vật như thế nhá. Nào, con bỏ ra đi. Sau nó kẹp tay là không bỏ ra được đâu nhá. Cho hết các cái búp bê vào đấy á. Tí nữa con ra kiểu gì? À, ngồi đấy tí nữa con ra kiểu gì? Thôi bỏ em hổ ra đi. Cho tất vào trong đấy. Ừ. Ừ.
đây là. Dậy chưa? Không dậy á? Đấy gì? Cho nhiều thứ là tí nữa con không ra được đâu nhá. Gì? Quả. Quả á? Cái gì? Đây chứ quả. Có quả á? Alo. 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 Con đang làm gì đây? Con đang làm gì đây? Con sâu. Con sâu có màu gì nhỉ? Ngã đấy, này ngã ngửa ra đấy. Ngồi vào đấy. Rồi đi ô tô à? Bye bye. Bye bye đi đâu? À. Ngồi hoang ngã ngửa, ngồi thẳng lên. Con đang nhặt cái gì đấy? À, có dậy được không? Hay phải kể dậy. Walk, get up, run, jump, yay, all right, stand up, walk, 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 right, run, nice, jump, get up, all right, good night, well done. Okay, and now I can fly, let's sing it together, I can fly. Fly. I can fly at way. Get up, Bala. Alright, we got some animals. What is it? This is a cat. Get up.
This is a duck. Good job. This is a dog. Okay. A bird. What does the bird say? What does the cat say? The cat says, meow. Well done. Okay, then we have the colors. What color is it? Yellow. Oh, that's yellow. You got the yellow color over here? Yes, that's yellow. Good job. What about this one? Purple. What about this one? Nice. Black. Nice. Good job. Well done. Last one. Pink or red? Red. Yes, you are right. Okay. What do you see? I see a red fish. Good job. What about this one? I see a green fish. Good job. Okay, let's put them down. And get the last one. Let's see. All right, last one. Clap your hands. Good job. Roll your hands. Wiggle your fingers. Yay! Nice. High five. Okay, here's your sticker. Oh, wow, you have a dolphin. Nice. And goodbye.
Rồi quả màu cam đầu tiên chạy quay được. Quả tiếp theo nào. Quả cuối cùng chạy thật nhanh nào. Chạy thật nhanh nào. Rồi bên trong màu xin cầu vô nữa nào. Cầu vô, cầu vô. Thank you.
sai thì nó bị sai bằng chân ai? Thì nó thì bỏ tay ra, nhẹ bằng chân thôi. Thank you.
Đây là siêu nhân gì nhỉ? Pin nhân bật đỏ. Đây là người nhện. Người nhện. Người nhện đấy, thấy bám không? Người ta bám trên tường đấy. Đấy, người ta bay đấy. Con muốn xem video của người nhện không? Đúng. Thầy con cứ tô đi xong tí là bố cho xem video của người nhện nhá. Con đang tô cái gì đấy? Tô phần gì đấy? Tô một tay. À, tô vào tay của người nhện à? Bay bay. À, thế con có thích con nhện không? Không. Thích cũng thích nhện luôn. Có biết con nhện như nào không? Bay. Nhện nó bay á, nhện nó đi trên tường cơ mà. Thế ở lớp cô cho minh tôn màu nhiều không? À, hôm trước bố thấy làm kem đá à? Làm kem đá ăn luôn à? Ừ. Ăn có vị gì không? Có đẹp quá. Ừ, tô đẹp quá nhỉ. Tô nhiều thì có tô được không? Đây. Ừ, đúng rồi. Hơn đến tuổi. Hay tô hình nhỏ thôi. Hình nhỏ thôi. Cho hết các cái búp bê vào đấy á. Tí nữa con ra kiểu gì? À, ngồi đấy tí nữa con ra kiểu gì? Thôi bỏ em hổ ra đi. Cho tất vào trong đấy. Ừ. Không lấy đây à? Dậy chưa? Không dậy á? Cái gì? Cho nhiều thứ là tí nữa con không ra được đâu nhá. Con đang làm gì đây? Con đang làm gì đây? Con sâu. Con sâu có màu gì nhỉ? Ơ,
ngã đấy, này ngã ngửa ra đấy. Ngồi vào đấy. Rồi đi ô tô à? Bye bye. Bye bye đi đâu? À. Ngồi hoa ngã ngửa, ngồi thẳng lên. Con nó nhặt cái gì đấy? À, có dậy được không? Yeah!
đi chuẩn bị. Chiều qua hai khu phố nào.
Ôi nhiều thế, đẹp thế. Nhảy thế nó bị rơi bóng cái tay.
Chị đây, bỏ tay ra, nhẹ bằng chân thôi.
Đây là siêu nhân gì nhỉ? Pin nhân bật đỏ. Đây là người nhện. Người nhện. Người nhện đấy, thấy bám không? Người ta bám trên tường đấy. Đấy, người ta bay đấy. Con muốn xem video của người nhện không? Đó. Con cứ tô đi xong tí là bố cho xem video của người nhện nhá. Con đang tô cái gì đấy? Tô phần gì đấy? Tô một tay. À, tô vào tay của người nhện à? Bay bay à? Thế con có thích con nhện không? Không. Thích cũng thích con nhện luôn. Có biết con nhện thì như nào không? Bay. Nhện nó bay á, nhện nó đi trên tường cơ mà. Thế ở lớp cô cho Min tôn màu nhiều không? Có. À, hôm trước bố thấy làm kem đá à? Làm kem đá ăn luôn à? Ừ. Ăn có vị gì không? Có đẹp quá. Ừ, tô đẹp quá nhỉ. Tô nhiều thì có tô được không? Đây. Ừ, đúng rồi. Hơn đến tuổi. Hay tô hình nhỏ thôi. Hình nhỏ thôi. Đổ hết ra đồ ra đây. Đâu, xếp hết đồ vào đi nào. Ui ủa, cái bình à? Có sữa đâu. Hết nước rồi, còn sữa đâu? Giúp đi! Bố! Ơi! Bố ơi! Đánh thử bố! À, sao đánh thử bố? Kem đồ chơi vào trong hộp đi. Là con đổ hết ra đấy. Trong bớt rồi. Và kéo trượt đi rồi. Sẽ nhét vào trong đấy. Nhét đi vào cổ vào trong chỗ giá nấu ăn à. Để đâu rồi? Hả? Để đâu rồi? Thế cho vào đấy em làm sao em được em bị đau đấy.
cho vào cái bếp nấu ăn thế. Cho em ra ngoài chứ. À, khám bác sĩ nhá. Hết pin rồi. Cái gì đấy? Mic à? Alo. Alo. Hát bài gì nào? Hát bài bài quả gì nhỉ? Quả gì nhỉ? Quả gì mà chua chua thế? Quả khế. Ăn vào thì sẽ làm sao? Quả trứng. À, ăn vào sẽ lên cao á, đúng không? Giỏi nha. Mình hát được bài gì nữa nhỉ? Thuộc bài gì nữa nhỉ? Quả khế á. Không sao. Quả gì mà chua chua thế, xin thưa rằng quả khế. Ăn vào thì sẽ làm sao? Không sao. Ăn vào. Tí tào. Ôi, không cho để ra, không tháo ra được. Chết. Nào, không tháo ra kiểu gì? Không được cho tay vào những cái đồ vật như thế nhá. Nào, con bỏ ra đi. Sau nó kẹp tay là không bỏ ra được đâu nhá. Cho hết các búp bê vào đấy á. Tí nữa con ra kiểu gì? À, ngồi đây tí nữa con ra kiểu gì? Thôi bỏ em hổ ra đi. Cho tất vào trong đấy. Dậy chưa? Không dậy á? Cái gì? Cho nhiều thứ là tí nữa con không ra được đâu nhá.
Hả? Quái. Thế gì? Quái. Quả ta. Thế gì? Con đang làm gì đây? Con đang làm gì đây? Con sâu. Con sâu có màu gì nhỉ? Ngã đấy, này ngã ngửa ra đấy. Ngồi vào đấy. Đi ô tô à? Bye bye. Bye bye đi đâu? À. Ngồi ngon ngá ngửa, ngồi thẳng lên. Con đang nhặt cái gì đấy? À, có dậy được không? Clap your hands. Good job. Roll your hands.
wiggle your fingers. Yay! Nice high five. Okay, here's your sticker. Oh wow, you have the dolphin. Nice. And goodbye. Come on, 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 come on
quả màu cam. Đầu tiên chạy quanh rừng. Quả tiếp theo nào. Quả cuối cùng chạy thật nhanh nào. Thật nhanh nào. Rồi bên cạnh bạn xin cầu hô nữa nào. Cầu hô, cầu hô. Cuối cùng là trèo qua hai khu phố nào. Con trèo qua cũng được ok. Rồi tiếp tục tiếp tục. Nhiều thế, đẹp thế. Trời ơi, mình cảm ơn ba mẹ chưa? Rồi, ôm cái nhau cái nào, ôm nhau cái. Ôm mà ôm mà ôi. Rồi đây, mình để quà đây nha. Yeah.
Vina nhảy thì nó bị rơi vào cái tay. Ý đây, bỏ tay ra, nhẹ bằng chân thôi.